Thưa quý vị, trước nhu cầu sử dụng xăng dầu tăng cao dịp Tết Nguyên đán, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối kinh doanh xăng dầu yêu cầu bảo đảm nguồn cung. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân xăng dầu thực hiện nghiêm túc các công điện của Thủ tướng và chỉ thị của Bộ Công Thương về giải pháp bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ. Kinh tế thế giới lãi suất tiết kiệm giảm sâu, thị trường bất động sản khó khăn khiến cho giá vàng thời gian qua tăng nóng. Theo các chuyên gia thì hiện tượng giá vàng trong nước biến động mạnh, nhanh theo giờ, trong khi không thực sự liên thông với thị trường quốc tế đã và đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nền kinh tế. Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 30 triệu đồng trên một lượng. Chênh lệch giá vàng mua vào bán ra lên tới 3 triệu đồng trên một lượng. Sự tăng nóng của giá vàng SJC thời gian qua có dấu hiệu đầu cơ, thậm chí tung tin thất thiệt để đẩy giá vàng miếng SJC lên cao việt nam mình thì trong các mặt hàng hàng hóa thì vàng là một cái hàng hóa rất là quan trọng và vừa rồi thì giá vàng đã tạo đỉnh cao nhất mọi thời đại thế nên là cũng thu hút rất nhiều các nhà đầu tư năm nay thì vẫn là một cái năm có rất nhiều biến động mạnh về có rất nhiều cái sự kiện quan trọng ví dụ như là bầu cử tổng thống mỹ hay là cái việc mà liên quan đến cắt giảm lãi suất của fed sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng các chuyên gia cảnh báo xu hướng vàng hóa sẽ tạo ra trào lưu giữ vàng hơn là giữ tiền, đặc biệt là khi lạm phát có xu hướng nóng lên, lượng tiết kiệm có thể sử dụng được của nền kinh tế giảm đi. Trong cung cầu vốn tín dụng trên thị trường tiền tệ, tình trạng vàng hóa nền kinh tế gia tăng sẽ dẫn đến lãi suất thị trường tiền tệ gia tăng. Vì hiện nay giá và giá vàng của chúng ta trên thị trường thế giới rất lớn, giờ hỏi chúng ta hiện nay là phải và phải điều chỉnh lại phải sửa đổi lại cái phải xem xét sửa đổi lại cái nghị định 24. Còn ngoài ra thì chúng ta còn phải có những biện pháp tôi nói ví dụ như là chống đầu cơ, găm hàng, đẩy giá lên, đẩy giá vàng lên. Thế rồi việc nhập khẩu vàng ngày mai ấy, là chúng ta cũng phải xem xét cái việc nhập khẩu vàng để đảm bảo cái thị trường trong nước nó lưu thông với thế giới. Thế rồi ngoài ra chúng ta, tôi cho rằng chúng ta cũng phải nên lập một cái sàn giao dịch vàng. Hiện việc sửa nghị định 24 nhằm chống vàng hóa được cho là cần thiết, vì nghị định này đã ra đời cách đây 11 năm, có vai trò lịch sử nhất định, song điều kiện kinh tế xã hội cũng đã thay đổi. Ngân hàng nhà nước cần tổ chức lại, tăng cường quản lý thị trường vàng, khắc phục tình trạng đầu cơ tích trữ, buôn bán trái phép, có lộ trình và biện pháp phù hợp cho từng thời kỳ, đảm bảo lợi ích hợp pháp cho người nắm giữ vàng, quan tâm đúng mức đến nhu cầu của người dân và doanh nghiệp để ổn định tâm lý, tránh gây biến động cho thị trường với mong muốn mang đến không khí đoàn viên ấm áp trong bệnh viện bệnh viện ca phối hợp với quỹ ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình cơm tất niên và chuyến xe yêu thương đưa bệnh nhân về quê đón tết chào toàn thể các Chuyến xe yêu thương là hoạt động thường niên mà bệnh viện ca và quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng thực hiện trong suốt 8 năm qua. Tết Nguyên đán 2024 này, chương trình sẽ diễn ra theo hai đợt, ngày mùng 1 tháng 2 và ngày mùng 7 tháng 2 với hàng chục chuyến xe sẽ đưa bệnh nhân về các tỉnh thành miền Bắc và miền Trung. Đại diện Bộ Y tế và ban lãnh đạo bệnh viện ca cũng gửi lời chúc mừng và trao những phong bao lì xì may mắn với lời chúc sức khỏe bình an đến từng người bệnh chúng tôi xác định là những cái năm gần đây là đây những hoạt động thường niên. Để tuy nhiên thì mỗi năm nó có một cái mới một chút để mà cũng làm cho người bệnh rất là yên lòng. Chúng tôi đã chỉ đạo chuyên môn là các khoa phòng lên cái kế hoạch điều trị một cách hợp lý nhất, truyền hóa chất xạ dạ trị cho người bệnh để có thể là người bệnh những cái ngày giáp tết này có thể về được với gia đình ăn tết vui vẻ với gia đình. Trước khi đưa người bệnh lên những chuyến xe đón Tết cùng gia đình, gần 1.800 người bệnh và người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Ca đã quây quần cùng nhau trong bữa cơm tất niên với các bác sĩ, cán bộ y tế. Hơn cả bữa cơm tất niên, hơn cả những chuyến xe nghĩa tình, đó là tình cảm, là tấm lòng, là sự chung tay của cả cộng đồng dành cho bệnh nhân ung thư, để mỗi người có thêm nghị lực chiến thắng bệnh tật, thắp lên trong họ những tia hy vọng mới khi năm mới giáp thìn đã ở rất gần. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới thì từ ngày 1 tháng 2, Bảo tàng Hà Nội phối hợp với các tổ chức cá nhân đã ra mắt trưng bày chuyên đề Năm Thìn kể chuyện rồng. Trưng bày Năm Thìn kể chuyện rồng giới thiệu hơn 100 tài liệu hiện vật nhằm làm rõ biểu tượng rồng trong kiến trúc các công trình tôn giáo tín ngưỡng lịch sử và ứng dụng rồng trong đời sống mỹ thuật đương đại được thể hiện qua các sản phẩm làng nghề, sản phẩm thủ công đặc sắc hình tượng rồng vốn gắn bó hòa hợp là biểu tượng trong đời sống vật chất tinh thần của người việt từ xưa đến nay năm giáp thìn là năm rồng theo quan niệm của người việt là năm đẹp và nhiều may mắn nội dung trưng bày gồm ba chủ đề hình tượng rồng trên kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng hình tượng rồng trong đời sống sinh hoạt hình tượng rồng trong đời sống đương đại qua trưng bày bảo tàng hà nội mong muốn sẽ truyền tải đến công chúng những ý nghĩa tốt lành mong ước một năm mới giáp thìn may mắn hạnh phúc sung túc đến mọi nhà Thưa quý vị, ngày 1 tháng 2, đồn biên phòng Ba Sơn, bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn Việt Nam và đại đội quản lý biên giới Minh Ninh, Ninh Minh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên biên giới Việt Trung. Hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra liên hợp thực thi pháp luật trên đoạn biên giới từ mốc số 1.200 đến mốc số 1.201 và hội đàm trao đổi về hợp tác quản lý biên giới. Để bảo đảm giữ vững ổn định tình hình khu vực biên giới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin, tuần tra kiểm soát, giám sát biên giới, nhất là các khu vực trọng điểm thường xuyên xảy ra hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc và pháp luật của hai bên. Thời gian qua, bộ đội biên phòng Lạng Sơn và phía Trung Quốc đã hợp tác chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý biên giới, đẩy mạnh trao đổi thông tin về hoạt động của các tổ chức đường dây đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép buôn lậu kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm. Chiều ngày 1 tháng 2 thông tin từ ủy ban nhân dân thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp một đối tượng xông vào phòng giao dịch một chi nhánh ngân hàng đe dọa nhân viên rồi cướp tiền bỏ chạy hiện lực lượng công an đang tiến hành truy bắt. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2, một đối tượng bịt kín mặt xông vào phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh cửa lò đóng trên đường Bình Minh, thuộc phường Thu Thủy, đe dọa nhân viên rồi cướp tiền bỏ chạy. Theo các nhân chứng tại thời điểm xảy ra vụ cướp, trong chi nhánh có khoảng 20 người, gồm cả khách hàng và nhân viên giao dịch. Đối tượng này một tay cầm dao, tay còn lại cầm một vật thể nghi là vật liệu nổ. Sau đó, nghi phạm cướp một số tiền trong quầy giao dịch rồi tẩu thoát về hướng thành phố Vinh, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt. Thưa quý vị, những ngày qua một số đối tượng đã huy động nhân lực và phương tiện tổ chức đào lấy đất trái phép quy mô lớn ở thôn Bến Hà, xã Linh Trương, xã Linh Trường, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng huyện Do Linh đã xác định đây là hành vi hủy hoại đất làm biến dạng địa hình với diện tích rất lớn. Tại hiện trường thì máy múc cỡ lớn hoạt động liên tục, chỗ bị đào sâu ít nhất là gần 1 mét, chỗ sâu lớn nhất từ 4 cho đến 5 m Đặc biệt, việc đào lấy hết phần đất xung quanh và vào gần một số cây cột điện dẫn đến nguy cơ cột điện bị đổ. Một ngôi nhà nhỏ, một số cây cột điện hiện không thể tiếp cận do phần đất xung quanh đã bị đào sâu từ 4 cho đến 5 m theo phương thẳng đứng. Ngày 31 tháng 1, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gio Linh đã tiến hành lập biên bản đối với chủ sở hữu khu đất là ông Nguyễn Vĩnh ở thôn Bến Hà, xã Linh Trường vì đã có hành vi hủy hoại đất, làm biến dạng địa hình với diện tích hơn 8.000m2. Cá nhân này thừa nhận việc hạ độ cao thửa đất chưa được cơ quan chức năng cho phép và là hành vi vi phạm pháp luật. Cơ quan chức năng đang làm rõ việc đào đất lấy đất trái phép để san nền khu tái định cư xã Linh Trường nằm sát khu đất này. Chiều ngày 1 tháng 2, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã ký kết hợp tác tổ chức các giải phút san quốc gia giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2028. Đây là năm thứ 8 liên tiếp VOV phối hợp với VFF tổ chức các giải đấu cao nhất của bộ môn bóng đá trong nhà. nối tiếp thành công từ mùa giải năm 2023, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2024 sẽ được tiếp tục tổ chức tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang theo thể thức sân nhà sân khách. Mỗi câu lạc bộ được đăng ký một ngoại binh và một cầu thủ quốc tịch người nước ngoài gốc Việt Nam. Các đội bóng thi đấu vòng tròn hai lượt, tính điểm xếp hạng chung cuộc. Giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2024 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 tháng 2 đến ngày 31 tháng 7 với 8 đội bóng tham dự. Năm 2024, Phút San Việt Nam sẽ có lịch trình rất bận rộn với việc tham dự vòng chung kết Futsal châu Á và giải vô địch Đông Nam Á, đồng thời hướng tới lần thứ ba tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup. Ban tổ chức các giải Phút San 2024 sẽ có những điều chỉnh hợp lý trong công tác tổ chức để hướng tới mùa giải năm 2024 thành công. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 2, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Đài truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ công bố và trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, bối liềm vàng lần thứ 8 năm 2023. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo. Qua hai vòng tuyển chọn thì Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Trung khảo đã lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu xuất sắc trong số 120 tác phẩm được vào vòng Trung khảo để trao 6 giải A, 12 giải B, 18 giải C, 30 giải khuyến khích và 6 giải chuyên đề. Giá xăng dầu tăng liên tiếp trong thời gian qua và tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh trước Tết Nguyên đán năm 2024. À, tuy nhiên thì theo ghi nhận của báo Lao động thì từ đại diện nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nhận định thì cơ quan điều hành sẽ khó chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu dù quỹ này đang dư cả nghìn tỷ đồng còn theo ý kiến một số chuyên gia thì việc giá bán lẻ xăng dầu tăng mạnh trong các kỳ điều hành qua đã tác động tương đối lớn đến chỉ số lạm phát và tốc độ tăng trưởng kinh tế do đó thì bộ Công Thương cần xin ý kiến Chính phủ để có các biện pháp phù hợp nhằm làm giảm mức độ ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống người dân. Dù giảm doanh thu, lợi nhuận eo hẹp do khó khăn chung, nhưng theo phản ánh trên báo Tuổi trẻ thì nhiều doanh nghiệp vẫn duy trì công an việc làm cho người lao động cũng như là chăm lo thưởng Tết cho công nhân. Bức tranh việc làm năm 2024 sẽ khởi sắc hơn do doanh nghiệp dần thích nghi với tình hình mới. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ, dòng vốn FDI đổ mạnh vào Việt Nam. Vì vậy thì nhiều doanh nghiệp cho biết sẽ tuyển thêm một số lượng lớn lao động ngay trong quý 1 năm 2024 nhằm bảo đảm đáp ứng các đơn hàng. Tuy nhiên thì người lao động cần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm, ngoại ngữ nếu muốn có được công việc lâu dài. Thưa quý vị, Tết đã đến gần và những ngày này thì tại các chợ truyền thống, chợ bán lẻ siêu thị, sức mua đang tăng dần. Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ tăng 50% so với ngày thường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết. Tuy nhiên, theo bài viết trên báo Đại đoàn kết, mức độ tăng giá hàng hóa sẽ không lớn, giá cả một số mặt hàng thiết yếu cho tiêu dùng hiện khá ổn định. Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, để tăng sức mua của người dân thì các bộ ngành địa phương cũng đang tích cực triển khai hoạt động kết nối cung cầu xúc tiến thương mại hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng trong dịp Tết cũng như là thực hiện đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Ngành hàng không đang cần số lượng nhân lực lớn để đáp ứng tốc độ phục hồi tăng trưởng của thị trường du lịch, thương mại sau thời gian ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. À tuy vậy thì theo ghi nhận trên báo Giáo dục và Thời đại thì việc tuyển dụng nhân lực cũng rất khó khăn vì sau dịch thì nhiều tiếp viên trên không và mặt đất đã chuyển nghề. Đại diện phòng tuyển sinh trung tâm huấn luyện bay của công ty cổ phần Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, từ nay cho đến năm 2030 thì cả nước sẽ có khoảng 30 sân bay. Riêng sân bay Long Thành cần tới 16.000 người lao động cho nên ngay từ bây giờ thì cần tuyển thêm nhiều học viên và vào đào tạo để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp hàng không. Chuyển sang thông tin về trên báo Kinh tế và Đô thị. Sáng ngày mùng 1 tháng 2 thì Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã khánh thành thí điểm tuyến đường ưu tiên cho xe đạp đường ven sông tô lịch đây là tuyến đường ưu tiên cho xe đạp đầu tiên trên địa bàn thủ đô nhằm tạo thói quen cho người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng nói chung cũng như là sử dụng xe đạp à, nhiều người dân khi được hỏi đều mong muốn hà nội sẽ nghiên cứu và tổ chức thêm nhiều tuyến đường dành cho xe đạp hơn nữa để việc di chuyển của người dân đi bộ người đi xe đạp và phương tiện công cộng được an toàn và thuận tiện hơn Thưa quý vị Trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện về việc bảo đảm nếp sống văn minh an toàn tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Giáo sư Trần Lâm Biển, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian tín ngưỡng tôn giáo khẳng định, Hoạt động dâng sao giải hạn thường diễn ra tại các chùa, nhưng thực chất hoạt động này không có trong giáo lý của Phật giáo. Và ngày nay thì lễ dâng sao giải hạn ngày càng lan rộng trong xã hội là do sự thiếu hiểu biết của người dân. Việc làm này không mang lại lợi ích thực tế mà chỉ gây lãng phí tiền bạc. Và thông tin vừa rồi, đã khép lại bản tin 6 giờ sáng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, dưới tác động của đới gió đông nam ẩm, đêm qua và sáng sớm nay miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, sương mù dày. Vùng ven biển và khu vực phía nam của đồng bằng vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Tuy nhiên ở khu vực phía tây bắc bộ sau 8 giờ sáng sương sẽ tan, mây mỏng và trời bắt đầu chuyển nắng. Nền nhiệt ngày hôm nay sẽ tăng cao lên mức là 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực vùng núi và trung du phía Đông Bắc Bộ sau 9 giờ sáng nắng cũng xuất hiện và kéo dài đến chiều, nền nhiệt ngày hôm nay cao 24 đến 26 độ. Vùng đồng bằng ven biển từ trưa vào chiều nay mây cũng giảm dần trời khô ráo và hưởng nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tăng lên mức 23 đến 24 độ. Với miền Trung thời tiết của ngày ông Công ông Táo về trời cũng rất thuận lợi. Khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh còn mây nhiều lúc sáng, nhưng sau 10 giờ trời sẽ bắt đầu có nắng. Nhiệt nhiệt ngày hôm nay tăng lên ngưỡng là 25 đến 27 độ. Trong khi đó, ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi nắng sớm hơn nên nhiệt độ cũng nhỉnh hơn và giao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Đối với khu vực các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận trời tạnh giáo, nắng sớm, nhiệt độ ngày cao 29 đến 32 độ. Tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết chủ đạo vẫn là nắng từ sớm, cường độ nắng mạnh, nên chỉ sau 10 giờ nhiệt độ sẽ tăng cao. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên sẽ từ 30 đến 32 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là 33 cho đến 35 độ. Nắng nóng xuất hiện tại 1 phần 3 khu vực ở miền đông Nam Bộ. Trên biển, sáng nay ở Vĩnh Bắc Bộ tiếp tục có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Các khu vực khác phổ biến ít mưa, tầm nhìn thoáng đãng, gió trên các vùng biển chỉ dưới cấp 5 nên không nơi nào có tình trạng sóng cao và biển động. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.